Con cái nhà người ta thì vừa học giỏi lại vừa biết phụ giúp mẹ nó làm việc nhà nữa. Còn con mình mỗi cái việc học thôi mà cũng không nên hồn. Đồ một tí là mặt nặng mày nhẹ ha. Mày mốt không biết có nhờ giả được gì không nữa nè. Mẹ suốt ngày cứ so sánh mình với người ta không à. Mình muốn lớn thiệt nhanh để không phải ở trong căn nhà này nữa. Dạ bên em nghỉ Tết mùng 10 mới làm việc lại, có gì liên hệ lại sau nha. Em ơi cái hợp đồng làm vậy là chết rồi, em sửa lại file cho chị nhanh lên. Cái video nữa em ơi, kịch bản không ok. Em ơi còn cái này nữa em, doanh thu tháng này lỗ quá em ơi. Dạ 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 để em làm lại. Alo anh về chưa? Dạ thì có gì em chừa cơm cho anh sau nha. Mẹ thương nè, mẹ thương nè. Mẹ ơi, cái gì vậy? Con vô chung cư với cơm ăn đi mẹ. Cho em sao khóc nhiều vậy con bây giờ mẹ. Con nè vô mẹ bớt cơm cho anh con không ăn không có nổi mẹ nấu giờ mẹ rồi cho khám bệnh ơi, vô mẹ bớt cơm cho anh nè con ơi, tim đập nhanh quá bệnh nhân đang bị cắt. Làm mệt quá hả con? Tết nhất mày nghỉ bớt đi, dành thời gian cho bản thân mày nữa. Thảnh thơi lúc Tết chơi Tết nhẹ nhàng hả con ơi.